Man City vung tiền trước bộ cầu thủ tỏa sáng tại Euro 2024 Dani Olmo. Nguồn tin từ Foot Mercato cho hay Dani Olmo đã lọt vào tầm ngắm Man City, đội bóng hoạt động chậm chạp trên thị trường chuyển nhượng gần đây. Barcelona cố gắng đàm phán đưa Olmo hồi hương nhưng chưa đạt được thỏa thuận về phí chuyển nhượng với câu lạc bộ nước Đức do vướng mắc cơ cấu trả tiền. Đội bóng xứ Catalan cần bán mất cầu thủ nhằm gom đủ 50 triệu bảng theo điều khoản giải phóng hợp đồng giữa Dani Olmo và RB Leipzig. Với Man City, họ không bị hạn chế về mặt tài chính nên sẵn sàng trả thẳng tiền mặt cho RB Leipzig để nâng tay trên Dani Olmo. Pep Guardiola xem xét kỹ lưỡng các cầu thủ có thể giúp đội bóng của mình cải thiện sức mạnh sau khi giành chức vô địch ngoại hạng Anh mùa thứ 4 liên tiếp. Dani Olmo phù hợp với triết lý bóng đá mà Pep Guardiola đang áp dụng cho Man City. Hơn nữa, anh mới 26 tuổi và vẫn còn giá trị bán lại trong tương lai. So với Barcelona đề nghị 34 triệu bảng cùng 16 triệu bảng phụ phí, Man City có thể trả trước 50 triệu bảng cùng mức lương hấp dẫn cho Dani Olmo. Tại giải đấu Euro 2024 vừa qua, sau khi thế chỗ Pedri chấn thương, Dani Olmo tỏa sáng rực rỡ với 3 bàn thắng vào lưới tuyển Đức, Croatia và Pháp.